Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV với series Araka vs Thực Tế. Nếu bạn đặt câu hỏi, khủng long con lông vũ có đáng sợ hay không thì hãy hỏi những người chơi Araka từng đối mặt với Deinonychus để có một đáp án cụ thể. Mặc dù không phải là con khủng long duy nhất con lông vũ trong Araka, nhưng điều quan trọng là Deinonychus nằm trong top những con khủng long con lông vũ nguy hiểm nhất với nhiều năng lực đặc biệt, bất chấp kích thước có phần nhỏ bé của nó. Ngày hôm nay, mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về Deinonychus trong Araka, cũng như so sánh với những gì chúng ta biết ngoài đời về chi khủng long săn mồi đáng sợ này. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Được ra mắt trong bản DLC Vanguero của Araka vào năm 2019, Deinonychus nhanh chóng trở thành nỗi kinh hoàng mới cho những người chơi yếu bóng vía với khả năng tấn công bất ngờ và những hiệu ứng khó chịu. Nhất là khi chúng phối hợp tấn công theo đàn, mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Dù nếu xét về kích thước thì nó không hề quá to lớn. Nếu đặt Deinonychus lên bàn cân với những con khủng long ăn thịt khác trong game thì quá chênh lệch. Khi bạn nghe thấy tiếng rít từ những chiếc móng vuốt đang xé gió lao tới của Deinonychus, đã quá trễ để bạn có thể kịp phản ứng. Trong ARK, Deinonychus là những kẻ săn mồi siêu hèn với khả năng mai phục kín đáo và từ chỗ nấp thì chúng có thể nhảy bộ vào con mồi để chiếm thế thượng phong. Nhưng con Deinonychus cực kỳ linh hoạt trong di chuyển khi chúng có thể nhảy từ vách đá này sang vách đá kia để tìm cho mình một điểm cao nhất nhằm mai phục con mồi. Một con Deinonychus đang nguy hiểm, còn một con Deinonychus đang đói sẽ nguy hiểm gấp bội khi chúng gần như không biết sợ và sẵn sàng săn con mồi lớn hơn mình. Chúng có thể bám vào mình của đối phương bằng cặp móng vuốt sát thủ hình lưỡi liềm và bắt đầu cắn xé cho đến khi đối phương tử vong vì mất máu nghiêm trọng. Trong phim kinh dị, có một phương pháp hù dọa rất hay được các đạo diễn áp dụng gọi là jump scare. Giả sử bạn là một người yếu tim đang vào game ARK dạo vài vòng, thì bỗng từ đâu một con Deinonychus nhảy sổ ra cào cho bạn mấy phát, đảm bảo là sợ té đái té cả Spinosaurus luôn. Chúng cũng sở hữu năng lực độc đáo là không bị mất máu khi rơi, nên dù có vồ hụt con mồi và bị té thì cũng không sao cả. Xui xẻo hơn, bạn có thể vô tình gặp phải một cái tổ Deinonychus giữa đường và với tư cách là những bậc cha mẹ đầy trách nhiệm, Deinonychus không thể tha thứ cho bạn tội quấy rầy những đứa con của nó. Hãy chạy ngay đi khi bạn gặp phải một cái tổ Deinonychus nếu không muốn đối mặt với vài ba con Deinonychus giận dữ đang lao về phía bạn cùng một lúc. Nên nhớ rằng, Deinonychus là một trong những loài khủng long săn mồi nhận được lợi ích từ việc phối hợp theo đàn. Khi ở trong đàn thì con đầu đàn, thường là con có cấp cao nhất sẽ nhận được Buff Pack Leader, tăng sát thương cận chiến lên 25% và kháng sát thương lên 12,5%. Nó có thể gầm để mang lại hiệu ứng pack mate cho các con trong đàn, bao gồm tăng sát thương, tăng tốc độ đánh, tăng kháng sát thương và cả tốc độ di chuyển trong vòng 45 giây. Một điều nữa khiến Deinonychus trong ARK đặc biệt đó là bạn không thể thuần hóa những con Deinonychus hoang dã. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể có những con Deinonychus thuần hóa bằng cách trộm trứng từ tổ của chúng về ấp nở và tada, bạn đã có một con đệ Deinonychus trung thành với bộ kỹ năng độc đáo bậc nhất trong game. Trên trang thông tin về ARK Dododex, một trong những mẹo game được tán thưởng nhiều nhất đó là hãy cưỡi một sinh vật biết bay, mang theo một con vật làm mồi nhử để dụ bọn Deinonychus trưởng thành ra xa tổ. Khi đã dụ chúng đi đủ xa, hãy thả mồi nhử xuống để đánh lạc hướng rồi bay trở lại cái tổ để chôm số trứng bạn muốn. Vậy là xong. Với những năng lực độc đáo như vậy thì Deinonychus hứa hẹn trở thành một con khủng long đáng chơi trong ARK, nhất là khi bạn làm chủ hoàn toàn được những kỹ năng tấn công độc đáo của con khủng long này. Trong game là vậy, còn ngoài đời thì sao? Phiên bản trong game có gì giống với các phiên bản đời thật của Deinonychus mà chúng ta biết? Có thể các bạn chơi ARK chưa tìm hiểu về Deinonychus sẽ không biết rằng Deinonychus có một vai trò hết sức quan trọng đối với lịch sử nghiên cứu về khủng long. Nó là khám phá khởi đầu cho sự phục hưng khủng long, khiến người ta quan tâm và ham muốn nghiên cứu khủng long trở lại sau một thời gian dài ghẻ lạnh nhóm động vật này. Quan trọng hơn, việc nghiên cứu sâu các mẫu vật Deinonychus khiến các nhà cổ sinh vật học càng ngày càng tin tưởng rằng khủng long, thay vì là những con bò sát lô đô, chậm chạp, máu lạnh, thì thật sự là những con vật năng động, nhanh nhẹn và máu nóng. Ngoài ra thì ở Deinonychus cũng có những đặc điểm dễ khiến người ta liên tưởng đến chim, chẳng hạn như bằng chứng về việc chúng ấp trứng như chim và cấu tạo chi trước giống như chim, qua đó làm hồi sinh giả thuyết rằng chim tiến hóa từ khủng long. Có một điều đáng tiếc là rẽ ra, Deinonychus đã trở nên nổi tiếng hơn, được biết đến nhiều hơn nếu như nó không bị thay thế bởi Velociraptor trong loạt phim Jurassic Park và sau này là Jurassic World. Tạo hình cũng như hành vi của lũ khủng long Raptor trong tiểu thuyết Jurassic Park hầu như đều được tham khảo từ các thông tin về Deinonychus. Tuy nhiên, cuối cùng tác giả tiểu thuyết là Michael Crichton lại quyết định sử dụng cái tên Velociraptor vì nó nghe hay hơn. Trong ARK, Deinonychus có lông vũ bao phủ hầu khắp cơ thể.
Đây là một đặc điểm mà các nhà khoa học tin rằng hiện diện ở tất cả các loài khủng long thuộc họ Dromaeosauridae mà Deinonychus và Velociraptor là thành viên. Mặc dù vậy thì trong dữ liệu hóa thạch chưa có mẫu vật Deinonychus nào được tìm thấy với dấu vết của lồng vũ. Các đặc điểm khác về tạo hình của Deinonychus trong Araka, chẳng hạn như chi trước với ba ngón khá dài, cùng bàn chân với móng vuốt cực lớn được người ta gọi là móng vuốt sát thủ, cũng được làm khá sát với các bản phục dựng Deinonychus hiện nay. Năng lực leo trèo của Deinonychus trong game Araka cũng là điều mà các nhà cổ sinh vật học phỏng đoán khá nhiều ở Deinonychus trong thực tế. Họ cho rằng cấu tạo bàn tay và bàn chân của Deinonychus rất phù hợp cho việc leo trèo, giúp con vật leo lên được những chỗ cao để từ đó lượn xuống trong một giai đoạn sớm của quá trình tiến hóa nhằm bay được sau này ở các loài khủng long cận điểu và chim. Về khả năng gây sát thương của móng vuốt sát thủ ở Deinonychus, hiện nay các nhà cổ sinh vật học cũng còn đang tranh luận. Họ chỉ mới thống nhất rằng nó có khả năng gây sát thương, nhưng cao hay thấp thì chưa rõ. Một số thí nghiệm mô phỏng cho thấy móng vuốt sát thủ có thể gây được những vết thương nông mà thôi. Nhiều người cho rằng móng vuốt sát thủ có tác dụng kìm giữ con mồi hơn là để gây sát thương. Việc săn mồi theo đoàn cũng là một suy đoán nữa của các nhà cổ sinh vật học dành cho Deinonychus, đơn giản vì họ tìm thấy dấu vết của các cuộc tấn công trên hóa thạch của Tyrannosaurus, một con khủng long lớn hơn nhiều so với Deinonychus. Do đó họ nghĩ rằng Deinonychus bắt buộc phải hoạt động theo bầy mới có thể hạ gục những con mồi lớn. Ngoài ra thì còn có những dấu chân của nhiều cá thể với khoảng cách rất đều và cùng hướng với nhau, cho thấy chúng có thể đã sát cánh trong những chuyến đi săn. Tuy nhiên, những bằng chứng này còn khá lỏng lẻo để có thể kết luận chắc chắn rằng liệu Deinonychus có thực sự săn mồi theo đàn hay không. Và như trong game, người ta cũng tin rằng Deinonychus là những bậc cha mẹ có trách nhiệm, biết làm tổ và ấp trứng như chim hiện đại. Do đó, chúng cũng sẽ bảo vệ tổ trước trường hợp bị xâm phạm hoặc bị tấn công. Trong game, Deinonychus có danh pháp khoa học là Deinonychus Magna Pit, có nghĩa là móng vuốt đáng sợ chân to. Còn trong thực tế thì Deinonychus có tên loài khác là Antiropus, có nghĩa là đối trọng, ý chỉ chức năng cân bằng của phần đuôi. Kích thước của Deinonychus trong game cũng khá lớn so với thực tế, có lẽ dài đến khoảng 6-7m, còn Deinonychus real chỉ dài khoảng 3.3-3.4m mà thôi. Vừa rồi là một vài thông tin thú vị về Deinonychus trong game Araka, cũng như những so sánh và hiểu biết của chúng ta về con khủng long này trên thực tế. Dinoman nghĩ rằng nhà làm game đã tạo ra một phiên bản Deinonychus khá tốt về ngoại hình cũng như những năng lực đặc biệt. Hy vọng rằng các game thủ sẽ có giây phút chơi game vui vẻ với Deinonychus và đừng quên đăng ký Mê Khủng Long TV nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.